Cậu bé vì muốn tiết kiệm tiền đi học nên đã tranh thủ ngày cuối tuần để đi chuyển nhà cho người ta. Cậu dùng đôi bàn tay yếu ớt để khênh cái tủ nặng trĩu kia, nhưng không cẩn thận nên cái tủ đã rơi vào chân cậu, mà cậu lại không một chút trách móc. Lúc đi mua cơm ở trường, ông chú hỏi cậu ăn món gì, cậu lại nói không cần thức ăn ạ, ông chú đành xới cho bạn một bát cơm đầy. Bạn học nữ thấy thế hỏi cậu sao cậu không lấy đồ ăn. Cậu ấy do dự một hồi rồi nói tớ bị nóng trong người. Nói xong cậu quay người rời đi, một mình cậu cúi đầu ăn chỗ cơm không. Bạn học nữ thật sự không nhìn nổi nữa, cô bé đổ hết chỗ thịt kho tàu sang bát cơm của cậu, còn cậu cũng không khách khí mà va từng miếng lớn. Cậu ấy lên là Nhạc Thư Lập, đến từ một thôn làng hẻo lánh trên núi. Không lâu trước cậu ấy 3 năm đi học không bao giờ nộp bài, cả ngày nghịch ngợm súng nước ở trong lớp. Khi thầy giáo bước vào lớp còn bị cậu cho dính đạn, thầy giáo tức giận mắng mỏ cậu, lại là cậu. Đi học 3 năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu làm bài tập về nhà. Sau đó thầy giáo yêu cầu cậu đọc thuộc định luật Pythagore. Ngạc nhiên là cậu ấy đọc thuộc rất trôi chảy. Thầy giáo nghe vậy thì rất kinh ngạc. Sau đó thầy lại gọi cậu lên văn phòng, báo cáo với tất cả thầy cô giáo trong đó tại sao từ trước đến nay cậu không làm bài tập. Cậu đặc biệt hơn người khác đấy à, bài tập nào em cũng không làm, em không có sách làm bài. Cậu nói gì thế hả? Thầy Từ vì muốn kiểm tra năng lực của Thư Lập nên đã đưa cho cậu một đề bài. Thầy Từ còn chưa kịp rời đi, em làm xong rồi. Thầy Từ nhanh chóng kiểm tra đáp án, kết quả Thư Lập đã làm đúng hết. Đây là đề bài thi thử số học cấp 3. Thầy Từ đột nhiên cảm thấy Thư Lập chính là một thiên tài. Sau khi tan học, Thư Lập lại ra ruộng giúp mẹ làm đồng. Nhưng khi cậu vừa cõng cái máy phun sương lên vai thì lại nhìn thấy vết bầm trên trán của mẹ. Cậu không nói gì liền lập tức ném máy phun sương xuống đất và chạy về nhà. Hóa ra bố Dượng thường xuyên bắt nạt mẹ cậu. Thư Lập về đến nhà liền lao vào đánh nhau với bố. Các người đang làm gì đấy? Chả làm gì sất. Chả làm gì là làm cái gì chứ? Bố Dượng ngập ngừng nói ông đang tìm cây kim rớt xuống đất. Lúc này ông nội nhìn thấy thầy Từ nên nhanh chóng mời thầy ngồi. Sau đó thầy Từ đưa cho ông nội xem bài thi của Thư Lập. Ông nội vừa nhìn đã cười không ngậm được mồm. 100 điểm à? Đúng, 100 điểm. Đây là bài thi thử học sinh giỏi số học cấp 2 toàn thành phố. Người làm bài thi này chính là Thư Lập nhà ông đấy. Thư Lập à? Nhưng Thư Lập lại không thể nào vui nổi. Thầy Từ nói lần này ông đến thăm gia đình là hiệu trưởng kêu Thư Lập đại diện cho trường đi tham gia cuộc thi học sinh giỏi số học của thành phố. Thầy Từ kêu Thư Lập sau này hãy đến nhà ông ấy để ông ấy dạy kèm thêm cho Thư Lập. Ông nội nghe xong thì vô cùng cảm kích, nhưng bố Dượng lại cho rằng đi học chả có tích sự gì, trước mắt chính là thời kỳ gieo hạt. Ông ta cho rằng chăm chỉ làm việc thì mới có cơm ăn. Thư Lập bất đắc dĩ đành trốn học ra đồng làm việc. Lúc này thầy Từ đã tìm được Thư Lập, ông không nói gì liền đạp cho cậu một cái. Ai bảo em trốn học? Em phải đi dẫy cỏ. Tôi hỏi ai kêu em trốn học, nhưng Thư Lập không trả lời thầy Từ mà chỉ chú tâm dẫy cỏ cho ruộng ngô. Thầy Từ đành lấy thẻ dự thi đưa cho Thư Lập, nhưng cậu vẫn không hề quan tâm. Lúc này một đám học sinh trốn học bị thầy Từ bắt được. Thầy Từ phạt chúng nhổ cỏ cho Thư Lập, bản thân ông cũng lấy cuốc cùng làm việc. Hóa ra thầy Từ đang tranh thủ thời gian cho Thư Lập ôn luyện. Tối đó Thư Lập đi xem cái tivi duy nhất trong thôn, nhưng bị thầy Từ hỏi đi ôn bài. Thứ rẻ rách, ba tư inch có gì to tát chứ, có giỏi thì mua cái 340 inch xem. Nhưng câu nói này của thầy Từ đã được Thư Lập ghi nhớ. Dưới sự dạy bảo nhiệt tình của thầy Từ, thành tích thi thử của Thư Lập lại đạt 100 điểm. Rất nhanh đã đến ngày tham gia cuộc thi. Giao thông trong thôn đi lại khó khăn, thầy Từ đưa Thư Lập ngồi nhờ xe của người bán dưa trong làng đi vào thành phố. Nhưng ông ta nói trên xe chở dưa nên không cho ai ngồi. Thầy Từ đành nói với ông ta, tôi mua dưa của ông là được chứ gì? Được, ông chủ lập tức đồng ý. Vậy nên hai thầy trò mới thuận lợi đi vào thành phố. Trên đường đi thầy Từ vẫn ôn tập cho Thư Lập, còn cổ vũ tinh thần cho cậu. Không ngờ đường đi gập ghềnh nên thầy Từ bị hất xuống xe. Thầy Từ đứng dậy cố gắng đuổi theo sau xe, nhưng ông chủ lại không nghe được tiếng kêu. Thầy Từ tuổi đã cao nên đành vẫy tay để Thư Lập lên thành phố trước. Rất nhanh Thư Lập đã lên được thành phố. Cậu ôm theo quả dưa chạy vào trường thi, nhưng lại bị giám thị ngăn lại. Cậu đành đưa thẻ dự thi cho giáo viên xem. Giáo viên xem xong thẻ dự thi của cậu liền nói, ở trên núi xuống ạ. Ở trên núi xuống, đi về đi. Đi về đâu ạ? Quay về trên núi đi, em chưa làm bài mà. Giám thị nhìn vào tờ quy định dán trên tường, nói rằng cậu đã muộn 45 phút rồi. Theo quy định nếu đi muộn nửa tiếng sẽ không được vào thi. Đi về đi. Nhưng em vẫn chưa làm bài mà. Lúc này chủ nhiệm bước ra hỏi có chuyện gì. Giám thị liền kể lại sự việc. Chủ nhiệm nhìn Thư Lập, sau đó thì đưa cho cậu một đề bài, nhưng cậu không được vào trong làm bài. Còn chủ nhiệm cũng tự mình coi thi Thư Lập. Thầy Từ lúc này cũng đã đến bên ngoài trường thi. Rất nhanh Thư Lập đã thuận lợi làm xong bài. Tay cậu còn không quên cầm theo quả dưa. Thầy Từ hỏi cậu làm bài thế nào. Thư Lập nói cậu làm bài cũng được. Sau đó cậu đưa bài làm cho thầy Từ xem. Thầy Từ xem xong đáp án thì cũng rất vui mừng, còn khen cậu làm bài rất tốt. Nhưng sao em cầm được bài làm ra ngoài thế? Không ai thu của em cả. Thầy Từ nhanh chóng dẫn Thư Lập đến phòng giáo vụ. Bài làm này chúng tôi không thể thu được. Tại sao? Quy định.
quy định à? Cô giáo này, cô đang nói quy định với tôi sao? Lúc này thầy Từ đang rất tức giận, các người đây ăn no không có gì làm. Sao mà đề ra lắm quy định thế? Cái này không được, cái kia không được, cái gì mới được đây? Ai quy định chúng tôi bắt buộc phải ở trên núi chứ? Ai quy định những đứa trẻ này phải cố gắng gấp chục lần các người tưởng tượng để được đi học chứ? Các giáo viên nghe thầy Từ nói xong thì đều thấy chua xót. Sau đó chủ nhiệm tự tay chấm 100 điểm cho bài làm của Thư Lập. Nhưng vì nguyên nhân đến muộn nên bài thi của Thư Lập không được tính. Nhưng thầy Từ nhìn thấy bài thi này thì rất vui. Khi họ đang chuẩn bị quay về thì chủ nhiệm nói dù năm nay đã bỏ lỡ, nhưng năm sau có cuộc thi Olympic số học quốc tế dành cho học sinh cấp 2. Năm sau anh hãy đem cậu ấy đến đây. Cậu bé này, tôi rất phục. Thầy Từ nghe vậy cuối cùng cũng đã cười. Trên xe đi về, thầy Từ hỏi Thư Lập, nếu có được huy chương vàng cậu sẽ làm gì? Bán đi ạ. Tiền bán đi thì làm gì? Trước tiên mua rất nhiều cây giống, sau đó phủ xanh ngọn đồi của ông nội. Có hiếu, thầy Từ hỏi Thư Lập rằng sau đó thì sao? Sau đó lại mua cho thầy một cái tivi màu 340 inch. Câu nói vô tình của thầy Từ lại được Thư Lập coi là thật. Tối đó thầy Từ và vợ ngồi xem tivi. Trên tivi đang chiếu cảnh một vận động viên đang nhận huy chương vàng. Ông thề nhất định sẽ để Thư Lập lấy được huy chương vàng. Hôm đó mẹ và bố Dượng đang làm việc trên dãy. Bố Dượng kêu mẹ để cho Thư Lập đi học trường cấp 3 nhỏ là được, còn nói để cậu học sửa chữa điện tử là được, vì con nhà hàng xóm mở cửa hàng sửa chữa đồ điện. Bây giờ anh ta đã mua được máy kéo rồi. Mẹ nghe xong thì cúi đầu không nói gì. Hôm sau Thư Lập liền nói với thầy Từ rằng muốn đăng ký học cấp 3 ở đây. Nhưng thầy Từ lại nói Thư Lập đang lãng phí tài năng. Ông kiên quyết không để Thư Lập làm thế. Thầy Từ biết đây nhất định là ý của bố Dượng, nên ông đã đến tìm bố Dượng, chỉ trích ông ta thui chột nhân tài. Nhưng bố Dượng căn bản không nghe thầy Từ nói, còn chốt chặt ông ở bên ngoài, thậm chí còn kêu ông bớt lo chuyện bao đồng. Nhưng đến ngày thi cấp 3, thầy Từ lại tự mình làm chủ đưa Thư Lập vào thành phố thi cấp 3. Sau khi Thư Lập thi xong, thầy Từ còn mua kem cho cậu ăn. Mấy hôm sau Thư Lập đã thi đỗ vào trường trọng điểm của thành phố. Nhưng học phí 5.000 tệ khiến ai nấy đều lo lắng. Bố Dượng tức giận ném vỡ hết dưa trong nhà. Lúc này ông nội chạy tới. Ông nhìn thấy giấy báo nhập học của Thư Lập trong tay thầy Từ. Để Thư Lập được đi học, ông nội đã dầm mưa ra sau núi, chặt hết cây mà ông đã trồng mấy chục năm. Thư Lập vì để kiếm tiền học, cậu đến công trường khuân đá. Thầy Từ tìm được cậu liền nói, ai kêu em đến đây làm việc, đi theo thầy về nhà. Thầy tránh ra, thầy Từ tức giận tát cho Thư Lập một cái. Thầy Từ thà rằng mình làm thuê nặng nhọc thì cũng phải để Thư Lập có thời gian học. Tối đó bố Dượng hỏi mẹ xem tiền đi học của thầy Từ còn thiếu bao nhiêu. Mẹ nói còn thiếu 3.000. Lúc này thầy Từ ở bên ngoài đã nghe thấy. Ông lập tức về lấy tiền ở chỗ vợ. Vợ ông biết thầy Từ vì bồi dưỡng Thư Lập mà đã bỏ ra bao nhiêu công, nên bà ấy đã lấy hết số tiền tích lũy trong nhà ra, đưa 3.000 tệ cuối cùng cho thầy Từ. Có tiền trợ giúp của thầy Từ, Thư Lập cuối cùng cũng được lên thành phố đi học. Cậu mặc bộ quần áo mà Tết mới dám lôi ra. Mẹ không biết nên biểu đạt thế nào. Bà đành cúi người xuống, lặng lẽ lau đôi giày ra cho cậu. Thư Lập cũng cúi người xuống, cậu nắm chặt lấy tay mẹ. Lúc này hai mẹ con có quá nhiều điều không nói nên lời. Thư Lập ngồi xe công nông lên đường đi học, còn mẹ thì đứng ở phía xa tiễn con đi. Đến trường, Thư Lập cầm theo đống hành lý được bọc bằng bao bố, còn những đứa trẻ khác đều được bố mẹ đưa đi. Dù Thư Lập học toán rất tốt, nhưng tiếng Anh lại không được tốt. Để có thể học giỏi tiếng Anh, Thư Lập đã nhân lúc các bạn nghỉ ngơi, cậu dùng tai nghe của bạn để học. Để tiết kiệm tiền sinh hoạt, cậu mỗi ngày chỉ ăn cơm chứ không ăn đồ ăn. Bạn học nữ không nhìn nổi nữa, cô ấy đã đổ hết thức ăn vào bát của cậu. Hai người cũng vì thế mà trở thành bạn thân. Họ cùng nhau đi tham quan hội chợ phồn hoa, cùng nhau thảo luận về kiến thức máy tính. Nhưng Thư Lập lại không quá hiểu về máy tính. Cho đến một ngày bạn học nữ nói với cậu, sau khi giải một bài toán khó trên máy tính, cậu mới hiểu hóa ra máy tính lại thần kỳ như thế. Nói cho tớ biết làm sao để dùng được máy tính trong thời gian ngắn nhất. Sau đó cậu nhờ bạn học dạy cách dùng máy tính. Nhưng máy tính của trường cần thu phí sử dụng, mỗi tiếng mất 2 tệ, nhưng Thư Lập lại không có tiền, nên chỉ đành lấy phiếu cơm ra để đổi tiền dùng máy tính. Lúc ăn cơm, cậu nói với chú nhà bếp rằng mình không cần thức ăn. Ông chú đành xới cho cậu bát cơm đầy. Các bạn hỏi tại sao cậu không ăn đồ ăn, dạo này tớ bị nóng trong người. Rất nhanh Thư Lập đã có thể tạo một trang web trên máy. Hôm đó thầy Từ mang theo quả hạch đào đến thăm Thư Lập, nhưng không cẩn thận bị một học sinh va vào làm đổ hết xuống đất. Bạn học nhanh chóng nhặt quả hạch đào lên giúp ông. Thầy Từ cũng không làm khó mà để cậu ta đi học, còn ông một mình nhặt quả hồ đào cho vào túi. Các bạn học đi ngang qua thấy quả hạch đào của thầy Từ ngon quá, nên đã nài nỉ ông bán cho một ít. Nhưng thầy Từ lại nói chỗ này để cho học sinh của mình, nhưng cô bạn lại cố chấp muốn mua. Bất đắc dĩ thầy Từ đành lấy quả hạch đào đổi lấy phiếu ăn. Thư Lập cũng vừa hay nhìn thấy cảnh này, nước mắt cậu không ngừng rơi. Thầy Từ sau khi giao phiếu ăn cho Thư Lập liền quay người rời đi, nhưng Thư Lập lại lén đi theo sau thầy Từ. Cậu thấy thầy ấy vì mình mà lén ăn màn thầu đã lạnh, khoảnh khắc này đau lòng biết mấy. Cậu thề nhất định sẽ học hành giỏi giang để hiếu thuận với thầy Từ. Sau đó Thư Lập tranh thủ cuối tuần để đi giúp ông chủ chuyển nhà kiếm ít tiền. Cậu làm việc quần quật đến đêm mới về ký túc.
có lúc khi chuyển đồ nặng quá đè cả vào chân, nhưng cậu không hề than phiền. Hôm đó khi cậu đi chuyển bể cá, không cẩn thận làm vỡ bể cá. Sau đó các bạn cùng góp tiền đền bể cá cho cậu, còn kêu cậu về sau hãy chăm chỉ học tập, có gì khó khăn hãy nói với họ. Nhưng cậu không muốn liên lụy đến mọi người, vì thế cậu đã xách hành lý về lại núi. Trước khi đi cậu còn không quên cúi đầu cảm ơn mọi người. Khi cậu về đến nhà, mẹ nhìn thấy cậu đang xách theo hành lý, nhưng bà không hề trách mắng. Đến thầy Từ cũng chọn lặng lẽ ở bên cạnh cậu, vì họ biết được Thư Lập nhất định đã chịu ấm ức rất lớn. Khi ông nội biết chuyện, ông đã trách cậu không có bản lĩnh. Nói xong ông cầm dép đánh mạnh vào người cậu. Thư Lập không nói gì chỉ biết chống tay vào tường cho ông đánh. Nhưng ông nội vừa đánh cháu vừa khóc. Dù ông rất giận, nhưng sau đó ông cũng hiểu được chọn lựa của Thư Lập. Hai ông cháu ôm chặt lấy nhau mà khóc. Hôm đó thầy Từ mang thư mời đến, mời học sinh nhạc Thư Lập đến tham gia cuộc thi Olympic toán học của Trung Quốc. Hóa ra là thầy chủ nhiệm trước kia gửi thư đến, khiến thầy Từ lại lần nữa có thêm hy vọng. Nhưng Thư Lập nghe xong lại nói không đi. Bố Dượng biết Thư Lập sợ liên lụy đến mọi người nên mới không tham gia kỳ thi. Nhưng bố Dượng lần này hy vọng Thư Lập sẽ tham gia cuộc thi này, nhưng Thư Lập vẫn cố chấp không muốn. Bố Dượng bất đắc dĩ đành nhảy xuống hố vôi. Thư Lập kêu ông mau leo lên, nhưng bố Dượng cố chấp bắt Thư Lập phải đồng ý đi thi thì mình mới trèo lên, không thì ông sẽ không bước lên. Thư Lập thấy bố Dượng cố chấp như thế nên chỉ đành đồng ý tham gia. Trước khi đi, thầy Từ tiễn cậu ra tận cổng làng, cậu cũng vẫy tay chào tạm biệt thầy. Mấy hôm sau, Thư Lập đại diện cho quốc gia tham gia kỳ thi quốc tế, hình của cậu còn được lên báo. Còn Thư Lập cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, cậu đã giành được tấm huy chương vàng. Bố Dượng và mẹ xem được cảnh này thì rất vui. Khi thầy Từ nhìn thấy Thư Lập đã giành được huy chương vàng, ông đã lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hôm sau thầy Từ mang đi khoe với tất cả mọi người, Thư Lập đã giành huy chương rồi. Mấy hôm sau, Thư Lập mặc vest quay về làng. Tối đó, trưởng thôn cùng tất cả mọi người đã tổ chức liên hoan chúc mừng Thư Lập. Họ còn vui mừng thắp đèn lồng. Thư Lập còn không quên cúi đầu cảm tạ mọi người. Thư Lập nhìn thấy cảnh náo nhiệt giống như Tết đến. Cậu nhìn thấy thầy Từ trong đám người, nhưng thầy đang cười lại bỗng dưng bật khóc. Dù vượt lên hoàn cảnh là rất khó khăn, nhưng là một thiên tài như Thư Lập, nếu không gặp được thầy giáo tốt như thầy Từ thì có lẽ mọi chuyện sẽ có kết cục khác. Một người thầy đáng kính như thầy Từ quả là hiếm gặp. Tinh thần nỗ lực của Thư Lập cũng đáng để chúng ta học tập. Các bạn sau khi xem xong video thì hãy cố gắng học tập, hiếu kính với cha mẹ nhé.